Góc cảnh báo. Đã 5 ngày con ốm, 3 ngày con nằm viện, và đến hôm nay mẹ mới biết con đang bị cái gì. Thương em bé của mẹ, 7 ngày nhập viện, 8 ngày bị cách ly mẹ. Vừa mới quen với việc ti mẹ thì lại quay về thời kỳ đất nước ăn thụ động. Hôm nay sau 2 ngày cách ly mẹ mới được bế em. Thương em lắm, nhưng vẫn phải chặn lòng không được khóc vì mới sinh. Phải cố lên, phải khỏe để còn cả một chặng đường phía trước. Con cần mẹ đồng hành, không được ốm, không được buồn. Với các bé sơ sinh, mẹ muốn nhắn một lời với các mẹ. Đừng bao giờ chủ quan, đừng bao giờ nghĩ đơn giản chỉ là cái hắt hơi hay gì đó. Với trẻ sơ sinh chỉ có ăn ngủ là bình thường, còn mọi hành động khác của con mẹ đều phải cẩn trọng. Bé May được sinh ra đủ tháng, cân nặng 2,9 kg, mọi thứ khá ổn cho đến ngày thứ 6. Sáng 4 giờ con bắt đầu hắt hơi, 8 giờ mẹ thấy con có nước mũi và mẹ bắt đầu nhỏ mũi và hút. Ngạc nhiên là mới có mấy tiếng đồng hồ mũi em đã có dịch nhầy vàng xanh đặc dây. Nhưng đáng trách là mẹ chỉ nghĩ dịch nhầy sơ sinh, mẹ bỏ qua. Cả ngày hôm đấy mẹ hút mũi nhiều, dịch ra nhiều nhưng mẹ lại thấy là bình thường, mẹ đáng trách. Ngày thứ 2 con bắt đầu ho, tiếng ho có ít đờm, ho vài tiếng một lần, sáng con còn chịu ăn, trưa bắt đầu bỏ bú. Ngủ ly bì mệt mỏi, 3 giờ mẹ thấy không ổn gọi ba cho con đi khám. May mắn thu xếp về cho con đi, 6 giờ gặp bác sĩ Tư. Bác báo con viêm phổi rồi, vào viện ngay không suy hô hấp. Mẹ run sợ thương con, nhìn con bé tẹo trong tay, bị viêm phổi mà mẹ xót. Chuẩn là viêm phổi rồi, nhập viện, nhưng mẹ lại không thể hiểu. Tại sao mẹ rất để ý đến con, từ ăn đến ngủ, mà con vẫn bị, mà lại quá sớm. Vào viện điều trị ngày đầu con vẫn thế, dù đã có thuốc kháng sinh vào người, con chỉ ăn 40ml buổi sáng. Biểu hiện đến trưa bắt đầu da tái, môi bớt sắc hồng, nhiều tím rồi. Gọi điều dưỡng và con bắt đầu thở oxy, con bị suy hô hấp rồi. 3 giờ bác sĩ vào nói chuyện với mẹ, con ly bì. Cần theo dõi và nghi vấn viêm màng não mủ, mẹ khóc gọi ba về, ông ngoại lên. Quyết định cho con đi cấp cứu lên tuyến trên, 9 giờ con lên đến Hà Nội, bác sĩ nhận con, cách ly mẹ. Điều trị tích cực, thở oxy, ăn xong, mẹ thương con. Ngày thứ 2 sau chuyển viện, mẹ mới biết lý do con bệnh, con bị nhiễm vi khuẩn RSV. RSV, virus hợp bào đường hô hấp, là một loại virus hợp bào gây nhiễm trùng đường hô hấp. Đây là một nguyên nhân chính của nhiễm trùng đường hô hấp dưới, gây ra bệnh viêm thanh quản cấp tính, đặc biệt là bệnh sưng phổi mô và viêm phổi. Khuyến cáo cho các mẹ có con sơ sinh từ 0 đến 2 tuổi, virus RSV lây qua đường hô hấp. Nguyên nhân nào gây ra nhiễm virus hợp bào hô hấp? Virus hợp bào hô hấp đi vào cơ thể qua mắt, mũi hay miệng, nhất là khói thuốc lá, thuốc lào. Trẻ hút hơi thuốc thụ động từ người lớn. Nó lây lan một cách dễ dàng qua các dịch tiết đường hô hấp bị nhiễm virus như ho hoặc hắt hơi. Nên cho dù là bất cứ ai, bố mẹ, anh chị em hay người thân bạn bè, có yêu, có quý trẻ đến đâu thì cũng không bao giờ được hôn miệng. Hút thuốc xong không được gần cháo đâu ạ. Cái giá của sự yêu thương bằng cách thơm, hôn bằng miệng, đó là những cơn thở rít của con trẻ. Những ống xi lanh thuốc to chà bá. Mỗi lần ngồi ôm con, lấy ven, vỡ ven. Cơ thể yếu, ven chìm phải, ngoái bên nọ bên kia. Con gào khóc mà xót hết cả ruột cả gan. Ai đã từng ôm con lấy ven sẽ hiểu cảm giác này. Chưa kể phải hút rửa mũi, vỗ rung, lông đồm, chạy khí rung. Nên ai muốn chơi, quý con thì đừng bao giờ yêu bằng cách hại con cháu mình như vậy. Đó là cách hại con cháu mình đấy ạ. Thấy mình không khỏe thì làm ơn cách ly bọn trẻ con ra một xíu. Đấy mới là yêu thương con cháu thật sự. Bằng không thì hãy ít nhất sử dụng khẩu trang, vệ sinh chân tay trước khi tiếp xúc. Bệnh lây do người bị cúm, hen, son, hệ hô hấp bị nhiễm virus. Với người lớn, vi khuẩn này rất nhẹ nhàng.
nhưng rất nguy hiểm với trẻ sinh non, trẻ sơ sinh dưới 8 đến 10 tuần tuổi, trẻ dưới 2 tuổi mắc bệnh tim, phổi bẩm sinh. Khuyến cáo của các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương: nếu bị tái phát lần 2, 3 thì hệ hô hấp của bé sau này cực yếu, sẽ bị suy hô hấp nếu điều trị không dứt điểm, còn nhiều triệu chứng khác nữa. Khuyến cáo bệnh do virus nên không có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi bị bệnh, trẻ cần được cho uống nhiều nước, dùng thuốc hạ sốt và bảo đảm chế độ dinh dưỡng tốt, giàu vitamin. Hôm nay con của mẹ được đổi thuốc, được vật lý trị liệu. Con đã khá hơn rất nhiều, mẹ sang thăm con, đã được bế con. Cố gắng lên con gái. Vài ngày nữa, về với mẹ nhé. Thương con rất rất nhiều. Nguồn Mai Phương Thảo.